kênh của mình nha. Hôm nay mình ra vườn để chuẩn bị trồng đất ươm cái hạt dưa lưới cả nhà. Lần này mình trồng là lần thứ 3 ha. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi trộn đất để ươm hạt ha. Đi thôi. Ở đây thì có đất sạch này các bạn. Đất sạch với lại vôi bột ha. Cái đất này là cái đất chưa có trồng hoa cây ha các bạn. Mình ươm cây thì mình chọn cái đất này cho nó tốt hơn ha. Tại vì mình ươm cây mầm cây con á, mình sợ đất mà mình trồng hoa cây nó có mầm bệnh ở trong các bạn. Cho nên là mình chọn cái đất sạch này để mình giảm cái lượng bệnh cho cây nó nhiều hơn ha. Cho nên là mình chọn cái đất sạch này. Đất này mình cũng đã có trộn phân vô trong đây rồi các bạn. Bây giờ mình trộn thêm nữa ha. Đó thì đây có tro trấu nè, xưa dừa. Cái này là phân gà ủ hoai các bạn. Mỗi thứ một ít mình sẽ trộn đây ha. Với lại cái bột vỏ trứng gà này các bạn. Để cho đất nó có canxi ha. Bây giờ mình sẽ cho vô trong đây để mình trộn. Cái hạt dưa mình ngâm nước ấm 4 tiếng, mình ủ 1 ngày nó lên mầm nè các bạn. Lên mầm như thế này thì mình đem ươm được này ha. Đây mình dùng cái ly nhựa này các bạn, mình cắt đất ha, mình trồng lên cái ly dưới mình có phát lỗ ha. Rồi mình tọt một cái lỗ, mình bỏ cái hạt dưa xuống nè. Nó đất thì các bạn đừng có để đầy ha. Các bạn để lưng lưng vậy nè, mai mốt á mình còn thêm đất để mình bồi vô cho cây đừng có bị ngã ha. Mình đã ươm rồi ha, bây giờ mình sẽ tưới nước ha. Mình tưới nước ha. Khi nào mà cái mầm cây mà nó lên đó các bạn thì mình đem ra ngoài nắng mình để ha. Tại vì dưa này nó cần nắng. Có nắng chứ không có nắng là nó sẽ bị ốm ha, nó bị thiếu nắng. Đó, mình để đây vài ngày nó lên cây rồi đâu mình đem ra phơi nắng. Dưa nó được 8 ngày rồi các bạn, nó sáng nào mình cũng đem ra mình phơi nắng, chiều là xế mình đem vô ha, mình tránh trời mưa hư cây. Thì hổm rày á trời mưa nên thiếu nắng cây nó hơi ốm á các bạn. Thì khoảng 2 ngày nữa mình trồng ra luôn ha. Đây có lá thạch là mình trồng được rồi. Đây nè các bạn, khi mà mình ôm cây á thì cái ly này không có đất á. Đó, mình muốn trồng mình chỉ cần dỡ cái lên dài là mình trồng xuống ha. Mình trồng nguyên cái ly này vô trong cái chậu luôn cả nhà. Mình không có cần lấy cây ra ha. Cái rễ của nó nè cả nhà, mình cắt sẵn vậy á. Mình không có làm mà tổn thương cái rễ của nó. Mình chỉ cần dỡ cái ly lên là mình trồng xuống được rồi. Mình trồng nguyên cái ly vô luôn nha cả nhà, để không có bị động rễ cây á, cây nó không có bị héo ha. Với lại mình tưới nước á, mình tránh tưới nước vô gốc á, cây nó không có dễ bị nấm bị chết cây ha. Đây mình trồng tiếp cái này cho các bạn xem ha, các bạn thấy rễ rất là nhiều luôn nè. Nó mới chừng phát cái lỗ mình để nó xuống thôi. Đó, có nhiều bạn hỏi tại sao trồng nguyên cái ly như thế này á, thì cây dưa lưới rất là khó tánh các bạn, cho nên là mình kỹ lưỡng á, mình trồng nguyên cái ly xuống luôn, mình không có muốn động rễ nó. Với lại mình tưới nhiều nước á, nó cũng không có dễ bị nấm cây mà nó chết cây các bạn. Đây mình đã trồng xong rồi các bạn, cây nhìn ốm yếu các bạn, nhưng mà mình trồng xuống đây vài ngày cây sẽ phát triển, nó sẽ mập, nó sẽ khỏe lên ha. Đây các bạn ơi, cái này là cái bao mình cắt ra mình lót vô để mình chống nóng cho cây ha. Trời nắng không có nóng nó cũng khô đất ha. Còn cái hũ này nhiều bạn hỏi mình là cái hũ gì ha, thì hôm nay mình quay cho các bạn xem. Cái hũ này để mình bỏ rác nhà bếp cả nhà, mình tỉa những cái lá mà trong vườn á mình đều bỏ vô được ha. Nè, ở đây thì ruột cá. Nó ruột cá ở chợ mình xin được. Bây giờ mình bỏ ruột cá vô ha. Mình bỏ ruột cá vô trước rồi mình bỏ rau ở trên. Mình ủ cho cây, thành phân cho cây. Đó, mình cứ bỏ vô vậy nè. Cái này vô đây khoảng 10 ngày các bạn ơi là nó thành phân hết rồi. Rồi mình bỏ cá xong rồi. Bây giờ mình bỏ rau ha. Rau quả này kia nọ bỏ vô. Mình bỏ lên trên để mình đậy lại á. Nó sẽ không có cái mùi đi ra ngoài ha. Hũ này mình có đục lỗ ha, mình đục dưới đất, mình đục vòng vòng cho lỗ to cho nó dễ thoát phân nha. Rồi mình vô trong đây. Cái này mình cũng có thể bón phân trong đây được nha các bạn. Mình bón phân trong đây rồi mình tưới nước ha. Cái hũ này rất là tiện lợi luôn, mình có thể được bón phân vô luôn, có thể ủ rác nhà bếp ha. Giờ mình tưới vô nè. Đó, mỗi ngày tưới mình tưới nước vô ha. Mình tưới vô nè. Mình cắt cái bao này mình đậy á. Nắng nó không nóng nè, rồi mình tưới nó không có bị xói đất nữa các bạn. Tưới vô nè. Xong rồi mình đậy lại ha. Đó, mình đậy kín lại nè. Chậu lớn thì mình dùng hũ lớn, còn chậu nhỏ thì mình dùng hũ nhỏ cả nhà. Cái này mình dùng chai nước ngọt nè. Tại vì cái chậu nó nhỏ mà. Cứ mình trồng được 2 tuần rồi cả nhà ơi, bây giờ mình chuẩn bị phân để mình tưới ha. Đây là phân gà nha. Đây là phân dê. 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 Đây là phân dê.
là một trứng gà nè, cho hai muỗng nha. Giọt trứng gà xay ra cho nó có canxi. Còn cái này NPK nha, NPK mình cho một muỗng. Còn cái này là dịch chuối nha. Rồi mình sẽ cho vô cái thùng mình ngâm, chiều nay mình sẽ tưới cho dưa. Mình ngâm một thùng này nha, chiều nay mình sẽ tưới. Giờ mình cho đây mình ngâm để cho nó tan á. Đây các bạn ơi, phân mình ngâm nó tan hết rồi nè. Hôm nay mình ngâm 3 phần phân thôi cả nhà. Đó. Đây mình tưới cho rất là nhiều cây nên là mình ngâm 3 phần thôi. Bây giờ mình tưới cho dưa lưới trước nè. Cái này là nước dưa gạo mình đã dàn được một bình này. Bây giờ mình cho vô đây nè. Đây là cái gáo tưới phân của mình mới làm nè các bạn. Hôm qua mình làm để mình múc phân mình tưới nè. Tại vì ở đây nó rất là chặt á. Mình đi vô trọng nó hơi khó bạn, cho nên là mình làm cái này để mình tưới. Mốt mình sẽ bổ sung thêm cây ở đây để mình bắt qua mình trồng trái nha. Dàn mà rộng thì mình làm được, còn cái dàn của mình mình để 2 hàng thì nó ít quá, còn để 3 hàng thì nó chặt quá. Cho nên là nó mình leo lên trỏ nó hơi khó một tí. Đây mình tưới nè các bạn. Đó. Mình tưới ha. Múc múc phân mình tưới vô nè. Làm cái này tưới tiện lợi ghê. Đứng ngoài đây tọt vô là tới rồi. Mình tưới đều hết luôn nha. Đây tiếp tục cho em này. Đó, mình lót cái bao này các bạn, để mình chế nước lên á, rắc nó không bị xối ha. Nhiều bạn hỏi mình lót cái bao này làm gì đó thì mình lót lên cho nó đừng có nắng nóng gốc á, với lại mình tưới á nó cũng có bị trôi đất nữa ha. Dùng cái này mốt sướng lên. Mình mới làm cái gáo này hôm qua, mình làm để mình chuẩn bị để mình tưới phân. Cái chậu này thì cái lỗ nó vậy nè các bạn, ở dưới đất nó không có, nó chỉ có dòng dọn đây thôi. Thường thì người ta hay dùng mà để tưới nhỏ giọt á, nhưng mà mình thì mình không có làm nhỏ giọt tại vì mình trồng cũng ít á, cho nên là mình tưới tay á. Nhiều bạn hỏi túi này mua ở đâu á, thì mình ở Malaysia nha các bạn, mình mua ở siêu thị á, siêu thị là người ta có bán rồi. Còn ở Việt Nam thì mình thấy cũng có nữa, ở trên trang Shopee cũng có bán hay là tiệm á người ta cũng có bán nữa. Nhưng mà cái loại đó thì ở bên trong nó màu đen, ở ngoài nó màu trắng ha, chắc nó cũng giống như nhau thôi. Đây mình đã tưới phân cho dưa xong rồi cả nhà ơi. Thì mấy cái rau này á mình ngắt bỏ cả nhà, nếu không nó quấn tùm lum. Nó quấn vô lá vô đồ. Mình ngắt bỏ hết. Với lại mấy cái chèo á, đây nè. Mấy cái chèo này mình ngắt luôn ha. Mình chỉ để chèo từ lá thứ 10 trở lên ha. Đây cái này mình ngắt luôn. Đó, các bạn xem có chèo thì mình ngắt bỏ ha, tại vì cây nó còn nhỏ đó, mình chưa có để chèo được đâu. Mình ngắt bỏ để cho cây nó nuôi cái cây ha, phân nó nuôi cho cái cây. Chứ mình để chèo á nó nuôi chèo. Chèo này mình để lên lá thứ 10 mình mới để ha. Các bạn thấy là trái nè. Ồ, mấy bà lớn này mà có trái này chưa. Đó, nhưng mà nó còn nhỏ quá mình đừng để ha. Để cho nó lớn tí. Thì cái giai đoạn này á các bạn phun phòng bỏ rỉ ha. Ở Việt Nam thì có nhiều loại thuốc mình dễ mua nữa các bạn, cho nên là các bạn mua về xịt phun phòng ha. Còn mình ở đây thì mình không có ở Việt Nam các bạn, cho nên là mua những cái loại thuốc men này kia nọ, hay là phân, các loại phân này kia nọ, ở đây mình không có rành để mua, cho nên là mình sử dụng phân hữu cơ là đa số ha. Nói với lại xịt đó mình cũng dùng tỏi gừng mình xịt, chứ mình không có xịt thuốc luôn ha. Đây mình dùng tỏi gừng mình xịt các bạn. Nó chiều, cứ chiều chặt chặt xuống thì mình cứ ra mình xịt vậy nè. Tại vì mình không có rành mua mấy cái thuốc các bạn ơi, với lại xịt thuốc đó, nó độc hại á. Ông xã mình cũng không có thích cho xịt á, cho nên là mình trồng á rất là dễ bị bỏ trĩ á. Mình trồng đợt trước á bỏ trĩ quá chừng luôn, mình phải nhổ bỏ các bạn. Đợt này thì mình chưa biết sao hết, bây giờ nó mới có 2 tuần thôi. Tại vì cái phòng ngủ của mình là nó ở ngay chủ vườn nè các bạn. Đó. Cho nên là xịt thuốc xịt đồ ông xã mình ổng có thích á, ổng không có thích cho xịt. Cho nên là mình không có xịt. Mình xịt tỏi gần nè. Nó thì trời thương thì cho cây nó mạnh khỏe, còn trời không thương thì nó bị bỏ trĩ này kia thì phải chịu thôi các bạn ơi. Còn các bạn ở Việt Nam thì
có rất nhiều thứ để sử dụng cho cây, thì các bạn mua về phun phòng cho cây ha, phun phòng bỏ trĩ hay là những cái gì đó mình để mình bảo vệ cho cây tốt á. Mình ở đây thì có gì mình xài nấy thôi ha. Ở thì khi mà cây nó được cỡ này các bạn, là mình cột dây cho nó ha. Nó khoảng thấp thấp hơn cái này là mình lo mình cột dây rồi. Nó thì cột dây á, mình cũng có chia sẻ qua ha. Các bạn cắm một cái cây ở đây nè, rồi các bạn cột từ bên đây, các bạn bắt qua bên cái cây, các bạn quấn lên ha. Chứ mình đừng có quấn trực tiếp vô cái cây, quấn trực tiếp trong cây thì gió nó mạnh á, nó có thể nhổ gốc cây lên đó các bạn, cho nên là mình không có quấn vô trực tiếp vô cái cây ha. Đó, mình quấn vô trong cái cây mình cắm kế bên nè, thì mình bắt qua là mình quấn từ dưới mình quấn lên. Rồi để khi nào dưa nó phát triển có trái á, có hoa có trái thì mình sẽ quay tiếp cho cả nhà xem ha. Chào các bạn buổi sáng nha. Hôm nay dưa của mình từ lúc trồng ra đến giờ được 2-3 ngày bạn, thì qua cái nó nở rồi nè. Hôm nay mình sẽ thụ phấn cho dưa ha. Nó thì cây nào mà nó hoa nó lớn trước thì nó nở trước bạn, chứ không phải cây nào nó cũng nở nha. Đây, hôm nay nó nở được có mấy cây thôi. Một cây nó nở được 2 bông các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ hái cái hoa đực mình thụ cho cái hoa cái ha. Đó thì cái hoa đực thường nó nằm trong thân này các bạn. Đó, mình sẽ ngắt. Đây, mình ngắt cái hoa đực. Rồi mình ngắt bỏ hết cánh, mình lấy cái nhụy giữa mình thụ cho cái nhụy của hoa cái ha. Đây, các bạn chấm cái nhụy của hoa đực vô nhụy hoa cái ha. Đó, mình dùng hai tay nha, bây giờ mình cầm cái máy mình quay cho nên là mình không có dùng được hai tay, mình chỉ thụ cho các bạn xem thôi. Mình cầm cái hoa cái rồi mình chấm vô, mình chấm cho đều nha các bạn. Cho đều á, sau này á trái nó sẽ tròn ha. Vậy là mình thụ xong rồi các bạn. Các bạn thụ xong á, nếu mà trời mà tháng mưa thì các bạn lấy cái bọc ni lông nhỏ, cái dạng bọc mà có cái kẹp ở trên cái miệng bọc á, mình bọc mình kẹp lại đỡ vài ngày ha, để cho trời có mưa nó không có bị trôi phấn. Rồi vài ngày trái lớn lên mình thay cái túi khác cho trái ha. Mình ngắt 2-3 cái bông đực mình thụ mua cho một cái bông cái luôn cũng được nữa các bạn. Tại bông đực nó nở nhiều á thì mình hái nhiều hoa mình thụ cho nó chắc ăn, nó dễ đậu hơn ha. Đây mình hái thêm một cái nữa nè. Đây nè các bạn, đây một hoa cái nữa nè. Thì thường cái hoa cái á nó có cái trái nhỏ các bạn, còn cái hoa đực thì nó không có ha. Đây cái hoa đực, đây cái hoa đực thường nằm trong thân nè các bạn, còn trái thì nó nằm ở nhánh á, nó nằm ở nhánh đây. Nó thì mình hái cái hoa đực mình ngắt hết cánh, mình lấy cái nhụy giữa mình chấm vô cái nhụy của hoa cái để mình thụ phấn ha. Thì sau vài ngày á thì trái đậu thì mình mới bắt đầu mình tiễn trái ha. Mình lựa trái nào đẹp tròn á, to á thì mình để lại ha, còn những trái mà nó không lớn không đậu thì mình cắt bỏ các bạn. Thì cái nhánh của trái nè các bạn, nó ra dài á thì mình cắt cái ngọn mình bỏ ha, để cho nó nuôi trái, để dinh dưỡng nuôi trái á. Thì mình đếm tự trong trái ra là 1 lá 2 lá thì mình cắt ở đây ha. Mình cắt ở đây đó, mình cắt xong thì mình bôi vôi hay là cái thuốc sát trùng á, cái nước sát trùng vết thương các bạn, mình bôi lên để mình sát trùng ha, để cho cây nó không có dễ mà bị thối ngay chỗ đó bạn, nó gặp nước hay là mưa á nó dễ bị thối thì mình sát trùng vậy nó không có dễ bị thối ha. Rồi để vài ngày nữa dưa đậu trái rồi bắt đầu mình tiễn trái tiếp cho các bạn xem ha. Đây các bạn ơi, dưa của mình trồng ra được 27 ngày thôi các bạn, nếu mà tính gieo nữa là nó hơn rồi, gieo là 35 ngày ha, còn mình chỉ tính trồng ra thôi là 27 ngày. Thì bữa nay mình thụ phấn được 3 ngày các bạn, mình sẽ tiễn trái cho cả nhà xem luôn ha. Đó thì mình sẽ tiễn cái cây mà trái nó to các bạn, mình sẽ tiễn trước ha, để cho cây nó có dinh dưỡng, nó nuôi cái trái cho nhanh lớn. Thì cắt tỉa nhánh các bạn, mình dùng dao lam ha, cái dao lam mới là mà không có cắt cái gì qua các bạn, để mình cắt cho cây dưa nó không có bị nhiễm bệnh nhiễm khuẩn đâu ha. Với lại cái vòi nữa các bạn, vôi bột á, để mình sát trùng ha. Rồi mình cắt xong mình bôi cái vòi lên vết thương của cây luôn. Và bây giờ bắt đầu mình sẽ tiễn trái cho cả nhà xem ha. Đây nè các bạn, cái cây này mình thụ được mấy trái rồi ha, nhưng mà cái trái này là nó bự nhất ở trong đây mà nó tròn nè các bạn, cho nên là mình sẽ tiễn mình giữ trái này ha, còn mấy trái nhỏ kia mình sẽ cắt bỏ. Đây nè các bạn, cái trái này mình thụ một lượt cái trái nãy, nhưng mà cái trái này nó không có lớn nữa ha, nó nhỏ nè. Nó rồi thêm cái trái này nè, trái này nó cũng nhỏ ha. Nó thì bây giờ mình sẽ cắt bỏ bớt các bạn, mình giữ một trái to ha. Rồi bắt đầu mình đợi 7-8 ngày sau chắc ăn là nó đậu rồi các bạn. Thì bắt đầu mình tỉa hết nhánh luôn ha, mình tỉa sạch hết luôn. Rồi cái cây nó khoảng 25 lá là mình cắt ngọn luôn ha, để mình nuôi cái trái bự đó thôi.
Thì cái vọt nhỏ nữa các bạn, khi mà mình thụ xong á, mình sợ trời mưa mà trôi phấn với lại con côn trùng nó chích á, thì các bạn mua cái bọc nhỏ này các bạn bọc đỡ ha, mình bọc đỡ vài ngày trái to mình thay cái túi khác nha. Rồi bây giờ mình sẽ cắt các bạn, mình cắt là mình cắt từ ở trong đây ra ngoài đây, mình chừa lại một khúc này ha. Đây mình cắt từ ở trong đây mình cắt ra ngoài xa thân tí các bạn, mình cắt ở đây nha. Đó, mình cắt nè. Bây giờ mình trét vô vô nè các bạn, mình trét vô vô nè ha. Đó thì cái trái này mình giữ lại trái này nè các bạn, trái này nó bự nè. Nó thì khoảng một tuần lễ á, 7 ngày 8 ngày sau các bạn, là cái trái này nó to lên là chắc ăn 100% là nó đậu rồi nha. Thì mình sẽ tỉa hết nhánh luôn, những cái chèo còn lại mình tỉa hết luôn ha. Nó thì có thể để được hai trái các bạn, nếu mà các bạn muốn để thì các bạn để hai trái nha. Nhưng mà mình chăm á, nó mình chăm tưới phân á các bạn, mình tưới phải nhiều phân á nó mới nuôi nổi hai trái nha. Còn không thì các bạn giữ một trái thôi. Cái đó thì tùy theo các bạn, tùy theo các bạn thấy tiếc á thì các bạn giữ. Còn hai trái thì mình sợ là nó không được to. Đó, mà các bạn muốn chất lượng trái to thì các bạn để một trái. Rồi mình tỉa cành rồi mình tỉa trái đồ xong á các bạn, thì mình sẽ bổ sung phân nha. Thì đây là phân trứng sữa chuối với lại đậu tương các bạn. Thì mình lấy 200ml ha. Còn cái này là chuối các bạn, dịch chuối. Mình dịch chuối mình lấy 150 nè, là cái hũ sữa chua này. Với lại bột trứng nha, cung cấp canxi cho trái. Thì trong giai đoạn này mình bón cái này vô để dưỡng trái nha các bạn. Cái này mình bón vô á, mình mong cho trái đẹp á, tròn á, rồi mới mốt trái sẽ ngọt nữa. Đó cho nên là mình trong cái giai đoạn mình tiện trái xong là mình sẽ tưới cái phần trứng sữa này nha. Thì cách 5 ngày mình tưới lần ha. Bây giờ mình bỏ phân vô cái thùng này nè các bạn. 200ml mình cho một thùng này. Đây dịch chuối. Đó thì bao nhiêu đây phân mình cho một thùng B nè các bạn. Thùng B này chắc cũng khoảng 18-20 lít à. Đó thì 200ml phân trứng sữa chuối, đậu tương. Với lại một hũ sữa chua dịch chuối nè. Đó mình thêm cái dịch chuối. Rồi bây giờ mình sẽ cho bột trứng gà vô nè. Mình cho 2 muỗng nè. Cái bột trứng gà này nó rất quá canxi các bạn. Cho trái nó dày vỏ, nó không có dễ bị nứt, bị tét trái ha. Đó thì người khác bón phân như thế nào mình không rõ các bạn, nhưng mà mình thì trong cái giai đoạn này là mình không có bón đạm nữa ha. Đó mình chỉ bón phân trứng sữa với lại phân gà. Đó nhưng mà phân gà thì khoảng trái được mười mấy ngày là mình cũng ngừng luôn bạn, mình không có bón phân gà nữa, mình chỉ bón phân này không ha. Mình chỉ bón phân trứng sữa, dịch chuối, đậu tương thôi. Bây giờ trái còn nhỏ mình còn cung cấp phân gà, phân tổng hợp á các bạn. Thì một tuần mình tưới lần cái này thì 5 ngày mình tưới lần. Rồi khi trái được mười mấy 20 ngày là phân gà, phân tổng hợp rồi mình ngừng hết ha, mình chỉ bón phân trứng sữa này không thôi. Đây bạn mình tưới nè. Bây giờ cây nó lớn rồi á, không có vô trọng được các bạn ơi. Tọt cái này vô mà tọt còn không lọt nữa đây. Mình đi thụ phấn mình phải bò vô trọng. Mình phải chen chúng vô trong trọng thằng mình thụ phấn. Cũng không sao mà có cái là mình đi vô trọng không có được á. Nó khó đi vô trong trọng. Đó mình cứ tưới đều vậy nè. Mình tưới hết thùng này thôi. Rồi mình đã tưới xong rồi các bạn. Đó thì theo cách trồng của mình đó các bạn, thì trong cái giai đoạn mà trái nè là mình không có bón đạm nữa ha. Tại vì đạm là cá mình bón cái lúc đầu cho cây là nó đủ đạm rồi, cho nên bây giờ mình không cần bón đạm nữa các bạn. Nếu mà dư đạm thì nó dễ bị tét trái các bạn, cho nên là mình không có bón đạm nữa ha. Mình chỉ cung cấp phân trứng sữa với lại phân tổng hợp. Thì phân tổng hợp á, khi mà trái được mười mấy ngày là mình không có bón nữa các bạn. Phân tổng hợp nó rất là nóng á, nó dễ làm sốc phân cho cây. Tại vì mình trồng mấy đợt rồi mình để ý là mình thấy vậy các bạn, cho nên là mình không có bón cái phân tổng hợp. Mà cái lúc mà trái được mười mấy ngày, trái được mười mấy 20 ngày là mình không có bón phân tổng hợp nữa ha, mà mình chỉ bón phân trứng sữa thôi. Bón phân trứng sữa là tới thu hoạch luôn. Thì mình thụ phấn xong á thì qua khoảng một tuần lễ hoặc 8 ngày các bạn là trái nó to lớn rồi, thì mình có thể tỉa hết cành ha. Mình tỉa hết nhánh, hết cành mà những cái trái mà nó không lớn bạn, với lại ngọn á mình tỉa hết ha. Ngọn thì các bạn để từ 25 lá trở lên là mình có thể cắt ngọn hết, để cho dinh dưỡng nó dồn vô nuôi trái bạn, cho trái màu lớn nha. Rồi khi nào mà trái to mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem ha. Thank you.
Đây các bạn ơi, dưa lưới của mình nó hơn 2 tháng rồi ha. Nó thì trái bây giờ nó cũng tới ngày thu hoạch hết rồi các bạn ơi. Trời mưa nhiều quá cho nên là cây nó hư nhiều lắm các bạn. Mưa nhiều là cây nó bị nấm lá, rồi nó bị phấn trắng các bạn. Bị phấn trắng như thế này ha. Rồi phấn trắng rồi sương mai á. Cho nên là cây nó hư hết rồi các bạn ơi. Tại vì mình trồng hữu cơ đó, mình không có dùng thuốc hay là những cái thứ mà để mình kháng cho cái bệnh nấm cho cây các bạn. Nó cho nên là cây của mình trời mưa nhiều là nó dễ bị bệnh, nó chết này các bạn. Nó thì không phải là mình không có mua, mình không có mua những cái thứ đó được, mà là mình không có điều kiện để mình mua các bạn. Là mình mua mình không có biết ở đâu mà bán những cái thứ đó. Tại vì mình không có ở Việt Nam á. Mình mua những thứ này á, mình cũng không biết nói với người ta là những cái thứ này là như thế nào để cho người ta biết các bạn. Cho nên là mình không có điều kiện để mình mua. Cho nên là mình chỉ chăm sóc bón phân thôi. Còn những cái vụ mà bệnh nấm bệnh á, là mình không có thuốc để mà mình phòng bệnh ha. Cho nên là cây của mình trời mưa nhiều là nó hư. Này các bạn thấy trời mưa nhiều á, nó bị nấm từ trong cái cuốn lá nè các bạn. Nó nấm vô trong cây ha. Anh nấm vô trong cây, nó ăn vô trong cây là cây sẽ chết đó các bạn. Đây, những cái trái dưa này thì nó cũng khoảng 38 ngày các bạn. Nó cũng khoảng 38 ngày, 40 ngày. Còn cái trái dưa lưới bên đó thì nó 42 ngày các bạn. Đó, thì những cây kia thì nó bị hư cây sớm đó các bạn. Cho nên là mình hái rồi ha. Mình hái nhưng mà dưa nó chưa có chín các bạn ơi. Mình hái rồi nhưng mà ăn không có được luôn nữa. Đó, bây giờ mình chỉ còn được mấy trái dưa này là nó đủ ngày thôi ha. Thì hôm nay thì nó cũng được 42 ngày rồi, mấy trái dưa này nó cũng được 40 ngày, 38 ngày các bạn. Trái trước trái sau ha. Cái loại dưa này á, mình trồng cái F2 các bạn, mình không có biết tên nó là dưa gì, nhưng mà mình nghĩ chắc là một loại dưa lê các bạn. Dưa lê hoàng kim hay là cái gì đó, tại vì nó màu vàng nè. Nhưng mà mình mua gì mình ăn á, mình không biết cái tên của nó thôi. Nhưng mà mình ăn thì mình thấy nó giống như là dưa lê hoàng kim vậy các bạn. Dưa lê hoàng kim thì vỏ vàng, ở trong thì màu cam á, thì cái ruột của nó cũng màu cam á các bạn. Trái nó màu vàng nè. Đó, nó cũng chung một giống á, mà nó ra một loại có sọc chứ là một loại không sọc nè. Cái loại này có sọc nè các bạn. Nó cùng một giống ra ha. Nếu như mà các bạn có điều kiện mà dùng những cái loại thuốc mà để mình phòng nấm bệnh rồi cho cây khi trời mưa các bạn, thì các bạn mua về các bạn phòng bệnh ha. Nó để bị như mình thì mình không có dùng mấy cái thứ đó, cho nên là cây của mình trời mưa là nó bị bệnh rồi các bạn. Bắt đầu đi thu hoạch dưa ha các bạn. Đây mình sẽ thu hoạch mấy cái trái màu vàng trước ha. Mình sẽ cắt cái trái màu vàng. Cái loại này là mình trồng F2 nha cả nhà. Nó thì tùy theo đợt cây nó lớn, trái nó bự thì khoảng 1 ký mấy các bạn, còn nó nhỏ thì cỡ này ha. Nó nhỏ thì cũng khoảng 1 ký. Đây, các bạn thấy đẹp không? Có sọc rất đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ thu hoạch tiếp ha. Tiếp trái bên đây. Đây nè các bạn. Màu vàng. Rồi mình sẽ thu hoạch tiếp trái này các bạn. Trái này thì to nhất ha. Ở trong cái màu vàng thì trái này nó to nhất nè các bạn. Mình cảm thấy nó là dưa lê hoàng kim á cả nhà. Tại vì nó màu vàng nè. Ở bên trong nó màu, cái ruột nó màu cam ha. Ăn rất là ngon luôn á. Nó giòn mà nó thơm mà nó ngọt nữa. Đợt trước mình có trồng, mình đã có trồng qua rồi. Cái này là mình trồng lần thứ hai cả nhà. F2 ha. Nay trời cũng mưa lớn á. Mình tranh thủ trời tạnh mưa mình ra mình thu hoạch luôn. Mình thu hoạch trái dưa lưới nè. Trái dưa lưới này chắc nó nặng hơn 1 ký. Nè các bạn thấy trời mưa nè. Bắt đầu hư rồi nè. Mình không thu hoạch, mình để trời mưa hoài là nó sẽ hư luôn. Rồi bây giờ mình thu hoạch xuống, mình để khoảng vài ngày các bạn. Để cho dưa nó khô
nước lại á, nó sẽ ngọt ha. Đó. À, bây giờ mình mới hái á, nó còn tươi á, tại vì trời mưa các bạn, không có cắt nước được á. Cho nên là mình hái xuống mình để 1-2 ngày sau mình ăn nó sẽ ngon hơn ha. Để 1-2 ngày sau mình sẽ chẻ ra cho cả nhà xem bên trong ha. Đây nè các bạn, hôm nay mình thu hoạch 5 trái dừa ha. 5 trái dừa, còn mấy trái nó chưa chín các bạn, còn khoảng 2-3 trái nữa ha. Hôm nay mình thu hoạch 5 trái này trước. 5 trái này thì nó đủ ngày các bạn. Mỗi trái thì đều 40 ngày, 4 mấy ngày với 38 ngày ha. Cái dừa màu vàng này thì 38 ngày là nó chín rồi các bạn. Đó, mình để cho một lượt với cái dưa lưới này luôn, để mình hái một lượt á. Cho nên là cái dưa này 42 ngày thì nó cũng khoảng 40 ngày. À, các bạn thấy rất là đẹp á. Cái dưa màu vàng này là hạt F2 nha cả nhà. Cái này thì F1. Cái dưa lưới Nhật này là các bạn nó dễ bệnh. Rồi mưa nhiều cây nó dễ bệnh, nó dễ bị nắng cay các bạn ơi. Nó khó chăm hơn cái loại dưa màu vàng này. Cho nên là mấy cây kia nó bị nấm á. Nó bị nấm từ lá và vô thân các bạn. Cho nên là mình thu hoạch mình cắt hết rồi nha. Đó, cuối cùng thì mình còn được một trái nữa. Trái này thì nó chín rồi bạn ơi, trái này 42 ngày. Để 2 ngày nữa mình sẽ chẻ ra cho cả nhà xem bên trong nha. Đây cả nhà, dưa mình cắt xuống mình để 2 ngày rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ chẻ ra cho cả nhà xem. Rồi thưởng thức coi mùi vị nó như thế nào, nó có ngọt hay không ha. Bây giờ mình sẽ chẻ nha. Bắt đầu ạ. Đây nè cả nhà, nó chín cái màu cam này nè. Thì mình chẻ ra để ăn thử coi nó ngọt hay không ha. Quá trời mạt luôn cả nhà ơi, chảy mạch ra quá chừng luôn. Hôm nay mình sẽ chẻ hai trái to nhất nha. Bây giờ mình chẻ tiếp trái này luôn. Cái này mình nghĩ là dưa leo hoàng kim á cả nhà, tại vì nó màu vàng ở bên trong đó, màu cam. Tại vì mình ăn cái dưa leo hoàng kim rồi á thì mình thấy nó y chang luôn. Bây giờ mình chẻ trái này luôn ha. Hôm nay mình lên giường mình sắc dưa cho nó mát cả nhà. Lên đây mình sắc dưa. Đây nè cả nhà. Cái này nó rất là mỏng vỏ ha. Nó chín màu cam thế này nè. Cái dưa này á nó mỏng vỏ mà nó ngọt, nó giòn, nó thơm, nó ngon lắm cả nhà. Cả nhà nên trồng cái dưa này ha. Dưa lê hoàng kim mình đặt cho nó cả nhà, tại vì nó giống, nó rất giống dưa lê hoàng kim. Hồi đó mình đi ra chợ mình mua mình ăn á, mình thấy ngon quá mình để giống mình trồng á, chứ mình cũng biết là dưa gì. Nhưng mà mình ăn cái dưa lê hoàng kim rồi mình thấy nó giống dưa lê hoàng kim, chính cái màu rất là đẹp luôn ạ. Cái dưa này thì khoảng 41-42 ngày là nó chín rồi cả nhà, tại vì đợt trước mình có trồng á. Còn cái dưa lê này á thì khoảng 38 ngày ha là nó chín rồi. Mấy cái dưa này mình đã trồng qua hết rồi cho nên là mình biết cái ngày chín của nó nha. Màu nó cũng tương tự nè các bạn, mà cái màu này nó đậm hơn ha. À, mình quên nói số cái lô của mấy trái dưa này cho các bạn nữa. Cái dưa này á là 1,8 kg nha cả nhà, gần 2 kg. Còn cái này thì 1,3 kg ha, không tới 1,5 kg. Còn mấy cái trái nhỏ kia thì 1 kg, mỗi trái thì 1 kg ha. Nó thì cái như F2 các bạn, nó không có được to ha, nó chỉ 1 kg lại 1,5 kg, 1,5 kg tí sáu nha, nó không tới 2 kg ha. Còn cái dưa này là cái như F1 á, thì nếu mà nó to thì khoảng 2 kg hơn các bạn. Tại vì đợt trước mình trồng nó 2 kg mấy luôn á, đợt này mình trồng nó nhỏ ra. Tại vì cái cây này á mình để hai trái mà mình thấy nó không có lớn đều nha các bạn, nên là mình cắt bỏ một trái, chừa lại một trái, cho nên là nó không có đủ sức để lớn á, thì nó khoảng 1,8 kg không tới 2 kg nha. Bây giờ mình sẽ thưởng thức xem nó có ngọt hay không á cả nhà. Trước tiên mình ăn cái dưa lưới nha.
À, xin mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức dưa với mình ha. Ngọt lắm các bạn. Nó ngọt mà nó thơm cái mùi mạch. Nó giòn, nó ngọt. Nói chung là ngon cả nhà. Đó thì mình trồng cực khổ á, mà cuối cùng mình có được những trái dưa mình thưởng thức như thế này á. Nói chung là rất là ngon luôn các bạn. Nó ngon hơn người ta bán luôn nữa. Bây giờ mình sẽ thưởng thức tiếp cái dưa lê này ha. Hai cái mùi vị nó khác nhau hoàn toàn luôn. Cái dưa này nó cũng ngọt cũng thơm. Nó cũng giòn. Mà cái độ giòn của nó là nó giòn mềm mại hơn cái dưa này. Nói chung là ngon, nó có mùi vị ngon khác nhau cả nhà ơi. Nhưng mà cái dưa này nó dễ rộng hơn ha. Nó dễ rộng hơn cái dưa lưới này nó dễ bị nấm bệnh đó cả nhà. Rồi mưa hay là cái lá nó bị ướt á, là nó cũng sẽ bị nấm nữa, nấm từ ở trong cái cuống lá và nó nấm với trong thân á. Mình có trét vôi mà, nhưng mà nó đỡ phần nào thôi chứ nó không có mà hết 100% ha. Từ từ cái cây nó cũng yếu đi à, đó cho nên là mình thu hoạch hết một mớ rồi, nhưng mà một mớ đó nó chưa có chín các bạn, nó mới được có 30 mấy ngày thôi, 35 ngày, 36 ngày thôi, cho nên là thu hoạch xuống á, ăn nó nhợt nhạt, ăn không có được. Cuối cùng là mình còn được trái này nó đủ ngày, nó ngọt rất là ngon luôn rồi nha. Cái này là dưa lưới Nhật ha. Đó thì cái quá trình mình trồng cái dưa lưới này các bạn, từ lúc mà ươm hạt, rồi gieo trồng, rồi tưới phân, chăm sóc cây, rồi thụ phấn ngắt ngọn cột dây như thế nào á, thì mình đã chia sẻ hết cho các bạn rồi ha. Đợt này mình trồng á, mình trồng khoảng 20 cây luôn á cả nhà. Nó mình biết là mình trồng cái dưa này á, thế nào nó cũng bị bệnh, là bị côn trùng này kia nọ làm hư cây này kia đó. Mình trồng nhiều, mình biết thế nào nó cũng sẽ bị này bị kia, nên là mình trồng nhiều. Cuối cùng thì mình cũng có được mấy trái dưa này mình ăn, mình rất là vui luôn cả nhà. Chúc cả nhà trồng dưa lưới thành công ha. Thì cả nhà mới đầu trồng á, thì mình kiên trì kiên nhẫn mình trồng ha. Mình trồng theo cái cách trồng của mình á, mình có gì thì mình chăm sóc cái nấy ha, chứ mình không có trồng chuyên nghiệp như người ta các bạn. Người ta thì trồng chuyên nghiệp khác ha, người ta trồng chuyên nghiệp là người ta trồng ở trong cái nhà kính, nhà màng á, không có cho mà nước mưa đầu nó trúng, rồi người ta có phòng ngừa cho bệnh cho cây á, người ta kháng bệnh, phòng bệnh cho cây rất là nhiều thứ luôn. Nó người ta trồng chuyên nghiệp, còn như mình là mình trồng đơn giản, mình trồng gia đình, mình trồng nhà theo đam mê các bạn. Với lại mình thích trồng, mình thích ăn những cái thứ mà mình trồng ra đó, thì mình trồng. Nó thì mình có cái gì mình trồng cái đó, chứ mình không có trồng theo chuyên nghiệp như là những người mà trồng chuyên nghiệp ha. Nó thì cái kinh nghiệm của mình đó thì mình có những cái kinh nghiệm gì thì mình chia sẻ cho mọi người. Đây là cái kinh nghiệm riêng của mình ha. Nếu mà mọi người thấy thích á, thì mọi người cùng làm với mình. Những bạn mà chưa có trồng qua dưa lưới á, thấy mình trồng á, thích á, thì cùng trồng với mình ha. Còn kinh nghiệm thì mình cũng nói thiệt là mình cũng không có kinh nghiệm gì mấy các bạn ơi, tại vì mình cũng là giống như là mọi người thôi. Mình là một người thích trồng rau, mình có đam mê trồng rau, trồng cây, trồng quả đó thì mình trồng thôi. Với lại mình cũng lên mạng mình theo dõi những cái kinh nghiệm trồng cây đó, thì mình cũng học hỏi ha, mình vừa học hỏi mình vừa trồng. Nó thì mình có những cái kinh nghiệm gì riêng của mình á, thì mình chia sẻ cho mọi người. Nó mong mà mọi người cũng có cái đam mê trồng, rồi trồng như mình vậy nè, để gia đình có rau để ăn, có quả để ăn ha. Rồi mình vận động mỗi ngày nó cũng vui nè cả nhà. Chúc tất cả mọi người thành công ha.
rồng rau quả vườn lúc nào cũng xanh tươi và đẹp. Thì cái video của mình tới đây á, mình cũng xin được kết thúc. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video của mình. Cô chú anh chị và các bạn nhớ cho mình xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo. Bye bye.